Ngày 3 tháng 10, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt hai đối tượng gồm Đoàn Công Sinh, 23 tuổi và Nguyễn Văn Quang, 22 tuổi, cùng trú xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên. Qua điều tra xác định, từ tháng 3 năm 2023, Quang và Sinh cấu kết với nhau thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua xe máy giá rẻ. Quang lập trang Facebook, tài khoản Zalo với tên Trần Văn Quốc. Trang này đăng tải, đưa thông tin giả về bán nhiều loại xe máy khác nhau, với số tiền thấp hơn so với thị trường. Khi có người mua xe liên hệ, Quang yêu cầu kết bạn với tài khoản Zalo Trần Văn Quốc để được tư vấn kỹ hơn. Khi thỏa thuận xong với người mua về loại xe, giá tiền, Quang sẽ yêu cầu người mua xe đặt cọc tiền mua xe và gửi giấy tờ tùy thân để làm giấy đăng ký xe. Tiền đặt cọc được yêu cầu chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Đoàn Công Sinh quản lý. Khi người mua xe gửi thông tin tài khoản ngân hàng chuyển tiền cọc thành công, Quang sẽ hẹn người mua xe thời gian giao xe. Khi đến thời gian giao xe, Quang sẽ gọi điện thoại yêu cầu người mua xe chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng mà Quang đứng tên. Sau đó Quang cắt liên lạc với người mua. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 390 triệu đồng của nhiều người trên cả nước. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra.